Một quả đồi đã bị nứt toác, sập một phần trong trận động đất 7,5 độ Richter tại khu vực ngoài khơi thị trấn Duyên Hải Mao Mir thuộc đảo Flores của Indonesia sáng ngày 14 tháng 12. Trước đó, ngay sau khi trận động đất xảy ra, cơ quan khí tượng thủy văn Indonesia đã phát đi cảnh báo về sóng thần. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cũng nhận định trận động đất có thể dẫn tới những cơn sóng thần gây hậu quả nghiêm trọng, tác động tới các bờ biển trong phạm vi 1.000 km quanh tâm chấn. Trước đó, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu cho biết trận động đất xảy ra ở địa điểm cách bờ biển Mao Mir 115 km về phía Bắc, tâm chấn ở độ sâu khoảng 5 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính trận động đất có độ lớn là 7,6 và xảy ra ở địa điểm cách bờ biển Mao Mir 95 km về phía Bắc với tâm chấn ở độ sâu 75,9 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đánh giá nguy cơ xảy ra thương vong do động đất ở mức thấp, nhưng lưu ý rằng những trận động đất xảy ra gần đây tại khu vực này từng kéo theo những thảm họa thứ phát như sóng thần và lở đất, từ đó gây thiệt hại về người và tài sản. Với vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất dày đặc, Indonesia thường hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào. Trong đó, trận động đất có độ lớn 9,1 xảy ra vào năm 2004 ngoài khơi đảo Sumatra đã khiến 220.000 người thiệt mạng. Năm 2018, một trận động đất khác đã làm rung chuyển đảo Lombok cùng với các đợt dư chấn kéo dài sau đó nhiều tuần đã khiến 550 người thiệt mạng. Cùng năm, một trận động đất có độ lớn 7,5 kèm theo sóng thần ở Palu cũng đã khiến 4.300 người thiệt mạng hoặc mất tích.